Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Ngô Thị Thanh Nguyền, quê ở Đồng Tháp. Thì cách đây 3 năm, khoảng giữa 2015 thì em phát hiện là em bị ung thư vú. Thì lúc đó tinh thần rất là suy sụp. Nhờ gia đình và bạn bè động viên thì em cũng đã vượt qua cái thời gian điều trị là 6 tháng, đã quá trị xong. Thì sau khi quá trị thì cơ thể mình nó rất là yếu, do cái hệ miễn dịch của mình nó không còn, do hóa chất nó vào nó hủy diệt hết. Thì lúc đó thì em, tại vì mình ung thư mình phải cử rất là nhiều thức ăn, cho nên cơ thể mình đã thiếu chất một phần nữa. Rồi sau đó lại phát sinh ra cái bệnh vẩy nến, cái là cử thêm một số thức ăn không ăn được nữa, thì làm cơ thể mình nó rất là yếu. Thì vào cái dịp đầu 2018 thì mình có cơ duyên mình biết được cái dòng dinh dưỡng Nutrilite. Thì khi mình dùng vào thì sau 2 tháng đầu mình dùng thì mình thấy nó có cải thiện phần nào rồi. Sau đó mình mới được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn mình là được tham gia cái chương trình trải nghiệm sức khỏe lá gan. Thì mình đi làm cái chương trình này xong thì cơ thể nó đã khỏe thêm một phần nữa. Thì sau đó thì tiếp theo thì mình đã dùng cái vào cái liệu trình 45 ngày để chuyển hóa tế bào, để làm sạch cơ thể. Tại vì khi mình vào quá chất á, thì cái tế bào của mình nó chết rất là nhiều. Cho nên mới sinh ra rất là nhiều bệnh. Thì khi vào qua cái chương trình liệu trình 45 ngày á, thì nó có nhiều cái lợi mà mình không tưởng tượng được. Có nghĩa là mình vừa chuyển hóa được tế bào, mình vừa có sức khỏe tốt. Và thêm vào đó thì mình lại giảm cân được 9kg. Mà trước kia rất là nhiều năm ròng rã, mình làm cách nào nó cũng không thể nào xuống cân được. Nhưng bây giờ một mình làm một việc thôi mà nó được lợi đôi ba việc nữa, thì mình thấy cái hiệu quả của dòng dinh dưỡng này nó rất là ok. Từ đó thì từ hơn một năm nay thì mình cũng đã giúp được rất là nhiều người đi vào chương trình sức khỏe lá gan này. Và về nhà thì sau khi chương trình này về thì mọi người đều cải thiện rất là tốt. Thì mình cũng rất mừng điều đó, và cái tâm nguyện của mình là muốn giúp cho thật nhiều người để mà có cơ duyên để mà tham gia được cái chương trình trải nghiệm sức khỏe lá gan này để cải thiện sức khỏe của mình. Thì đó là tâm nguyện của mình nhiều nhất tới thời điểm hiện tại này. Cho nên là mình cũng khuyên mọi người thì cứ mạnh dạn và tin tưởng dùng cái dòng sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite này. Thì bởi vì nó cải thiện sức khỏe rất là tốt, tất cả các vấn đề về sức khỏe của mình, bệnh tật nào nó cũng có thể khắc phục được hết, do lòng tin của mình và sự kiên nhẫn của mình để mình dùng nó hay không.